Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn có những ngày nghỉ lễ vui vẻ và đầm ấm bên người thân. Hôm nay là 30 tháng 4, mình cũng đi về bên quê vợ của mình đó các bạn, để mà vui lễ cùng chung với mấy cậu em. Sẵn dịp đây thì tôi cũng làm một cái clip nho nhỏ chia sẻ cùng các bạn. Thì các bạn cũng biết rồi, vườn mai số Tâm tọa lạc tại số đường số 7, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức. Rồi hôm nay thì lúc trước thì tôi cũng đã thường nói với các bạn là ở đây cái phương pháp mà ghép mai của nhà vườn. Bên nhà vườn của mình thì nó có hai cách ghép mai, một cách ghép bo và một cách ghim nhánh. Nhưng mà phía bên mình thì vẫn thích cái cách ghép bo hơn. Thành ra là thường chủ lực ở đây là ghép bằng bo, cũng ít, cũng có ghép nhánh nhưng ít hơn. Hôm nay thì mình chia sẻ tường tận với các bạn là cái cách ghép bo của vườn mai sau tầm ha, để chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Nếu các bạn nào mà cứ thích thì chúng ta thử trải nghiệm xem sao. Rồi có ưu khuyết điểm của từng cái loại ghép, nói chung là loại ghép nào nó có ưu điểm khuyết điểm của nó. Nhưng mà khi mà các bạn mà ghép bằng bo thì cái tuy rằng lúc ghép thao tác nếu mà không quen thì chúng ta thao tác hơi chậm một chút xíu, nhưng mà khi cây mai nó đã bám vô trong cái nhánh cây rồi thì cái ghép bo nó có cái tính ưu việt của nó là nó sẽ làm cho cái nhánh nó chắc khỏe, nó ít rớt hơn những cái loại khi ghép bằng nhánh. Dạ vâng, xin mời các bạn chúng ta bước vào phía bên trong. Chúng ta sẽ gặp được đây là Hiền. Đây là anh Hiền đây. Anh Hiền đây là nhân viên thường trực của cái vườn mai sáu tầm ha. Rồi, chào Hiền. Dạ, chào Dương Hai. Chào Dương Hai, ngước mặt lên lại và cái số mặt. Dạ. Đây lần đầu tiên là Hiền cũng lên sóng, thành ra cũng có hơi bối rối. Có gì mong các bạn thông cảm bỏ lỗi qua ha. Trước mặt của các bạn là hai cây mai đây. Hiền ơi, đây là cái cây mai này là cây mai mẹ dùng để mình ghép hả con? Dạ dạ, cái mai phôi của phôi Tú Quý mình ghép mai trắng. Cái phôi mai đây là cây mai mẹ là cây mai Tú Quý. Dạ đúng rồi. Tú Quý. Để rồi khi mình ghép vô thì mình dùng cây mai giống là một cây mai trắng. Dạ, dạ. Để mình ghép vô. Giờ như vậy, tại vì mình đây thứ hai, mình gọi là thứ hai các bạn, chứ phải như ở nhà mình thứ năm, thành ra mình thường xuyên còn đóng tô ở đây, mình thứ hai. Và Dương Hai cũng muốn có thắc mắc một điều vậy, trước khi mà mình ghép một cái cây thì mình phải nuôi dưỡng bao lâu thì mình mới ghép được, mình mới tiến hành để mình ghép vô? Mình từ mai phôi lên nó khoảng từ 2 tháng 3 tháng gì đó, cho mình tốt. Nuôi dưỡng cho cái cây nào mà nó sung á, lá nó non ra được ngon nhiều gì nè, được ngon nè, là mình đủ, đó là đủ ghép được rồi. Đủ ghép rồi. Dạ. Rồi cái như thế này là cây mai này là một cái gốc mai này, gốc mai Tứ Quý. Dạ. Tứ Quý mình phải nuôi cho nó ra nhánh, nó dạ, đạt tới một cái độ nhất định, khi mà cây nó sung nó khỏe thì khi mình ghép thì chắc là thành công nhiều hơn đúng không con? Dạ, dạ, dạ. Rồi ok, rồi khi mà tiến hành mình chọn một cái bo ghép thì mình chọn như thế nào gọi là phù hợp? Dạ, bo ghép á, mình chọn nhất là lá nó sung tốt như vậy. Sung tốt như thế này ha? Dạ. Lá sung tốt. Dạ. Là đương nhiên là mình phải có một cái cây, cái giống mình phải, dạ, chọn, dạ, một giống mình thích. Mình đầu tiên mình phải chọn cái giống, chọn cái giống trước, dạ, dạ, xong rồi từ cái giống đó chúng ta lại tiếp tục, chúng ta chọn những cái nhánh nào để sống khỏe để chúng ta lấy bo. Dạ dạ. Rồi cái cách của mình ở đây là cách của mình ghép, phương pháp mình ghép bằng bo là có nghĩa là mình lấy một cái mắt ngủ, cái, dạ, mắt ngủ trong cái nhánh này. Theo, dạ, nếu lấy mắt ngủ lấy mắt nào phù hợp nhất? Mắt ngủ với mắt ngủ nè, được nữa, những cái mắt mà nó no tròn gì nè, quay gần nè, no tròn gì nó gì là tỷ lệ sống rất là cao. Như cái mắt gỗi thế nếu, này ha. Dạ dạ, nếu đầu năm á mình, nếu á giờ á là lấy nách lá cũng được, mắt lá này cũng được. Nó lép quá hả? Nó không, mình cắt bỏ lá này. Đây mình cắt bỏ này, mình lấy cái bo. Nó vẫn sống. Này nó sống khỏe tốt hơn. Cái này á, này giờ nè mắt ngủ nè. Mắt ngủ. Mình cắt mình ghép. Giờ rồi, bây giờ mình đây cắt là mắt ngủ. Một cái mắt gọi là nói chung là đạt theo một cái chuẩn yêu cầu của, dạ, phía bên nhà vườn của mình. Dạ dạ. Đây là cái mắt ngủ là có nghĩa là cái chồi mầm nó nằm ở đây, nó chưa có phát, dạ, triển. Dạ dạ. Cái lá nó rớt rồi á. Rồi chúng ta tiến hành, dạ, chúng ta làm việc đi. Dạ dạ. Rồi để con, dạ, chọn. Bây giờ cái phương pháp đầu tiên cũng như là tôi đã chia sẻ với các bạn là phía bên nhà vườn người ta chọn một cái giống, xong bắt đầu người ta chọn cái mắt ngủ nào cho nó khỏe để khi mình ghép vô cái tỷ lệ cây nó sống rất là cao, và đồng thời cái chòi của nó sau này nó sẽ mập mạp, nó khỏe mạnh. Giờ rồi lấy mắt lấy sao? Dạ, cắt nhanh luôn.
Cho đi. Tiến hành cắt hàng. Đây mình sẽ chọn được, đây có hai cái mắt. Đây một các bạn. Mắt. Đây các bạn sẽ chọn cái bo ngủ này đây, mắt ngủ đây. Rồi, ơi đừng cắt tay vô. Cắt vô đấy cho là dính. Rồi, một bo, đây rồi. Hai bo. Rồi, con lấy để cắt con cắt. Dạ. Cũng như là mình đã chia sẻ đầu clip là cái thao tác về cái ghép bo thì đương nhiên nó chậm hơn cái thao tác khi mà chúng ta cắt nhánh chúng ta ghim vô. Nhưng mà cái lợi ích của nó cũng có lợi ích của nó ha. Nó sẽ nó lên cái chòi thì nó sẽ rất là khỏe. Khi mình cắt bo xong á, mình sẽ chọn cái mắt bo, cái thân, cái thân bo này với một cái nhánh nào thích hợp trong cây mai á, là mình cắt mình ghép vô. Rồi. Phải cắt. Thích hợp như cái nhánh này nó thấy nó bự quá. Nếu mà thích hợp là cái nhánh bự quá thì nó ghép cái bo này vô nó sẽ bị bể. Yeah, ok. Là tỷ lệ nó sống ít hơn. Mình phải chọn những cái nhánh mà thích hợp như mắt bo này. Có nghĩa rằng cái kích cỡ của cái nhánh mình lấy bo phải tương ứng với kích cỡ để mình ghép vô. Dạ, đúng rồi. Tỷ lệ nó sống nhiều hơn. Rồi ok, làm vậy đi. Bởi vì khi mà Hiền thì diễn đạt với các bạn là cái không có chính xác thì đã các bạn có hiểu thì Nông Thu sẽ phiên dịch lại thôi ha. Dạ. Thôi là mình làm đâu. Các bạn lưu ý ha. Khi mặt cái bo ghép như thế này. Đây, Hiền cắt. Đầu tiên là mình cắt trên đây. Cắt đây. Nó khoảng chừng 5 ly hay 7 ly vậy đó qua cái mắt bo. Cắt hai đầu. Khi mà cắt một cái bo bề ngang khoảng chừng 5 ly hả? 5 7 ly tùy theo cái mắt bo. Từ 5 đến 7 ly tùy theo cái mắt bo. Rồi, chiều dài nó khoảng 10 ly không? Dạ. Rồi, chúng ta bóc cái bo ra, bóc cái vỏ ra các bạn thấy. Rồi, đẩy lên lại. Rồi. Đó, bóc cái vỏ rồi các bạn thấy bóc bằng lưỡi cho dừng hay xem cái nào. Các bạn thấy không? Thao tác của Hiền làm cũng rất là quen. Rồi bắt đầu. Mình chọn cái mắt cắt này với mắt cắt này phải tương xứng với nhau. Đúng rồi. Khi mà rồi bắt đầu chúng ta sẽ bóc một cái vỏ. Thằng cái quẹt âm bóng chính qua đây cơ. Đây. Các bạn thấy không? Rồi. Khi mà cắt cái chúng ta bóc một cái vỏ của cái cây mẹ ra thì cái kích cỡ nó phải tương ứng với một cái bo mình cắt nãy đúng không? Dạ. Đó. Bóc ra để xong, bóc ra. Đó, các bạn thấy không? Bóc bỏ còn cái mảng da, nó tương ứng với cái mảng da, cái bo mà khi mình chọn từ cái giống. Đây, rồi chúng ta sẽ áp nó vô đây. Mình làm hãy nhanh tay một tí xíu. Để cho nó khô phải không? Nếu làm chậm quá nó khô thì cái tỷ lệ sống nó không có cao. Đó. Rồi, bắt đầu chúng ta dùng cái keo dán này các bạn thấy. Đấy, rất là đơn giản ha. Gặp tôi cái tay tôi run run mấy ông ơi, tôi mà chọt chọt vô rớt mẹ nó. Tay tôi run lắm. Còn nhỏ khoái ăn chân gà. Khi mình quấn này cũng rất quan trọng. Quấn làm sao? Bo mình phải đè xuống cho nó sát với mặt. Sát, nhưng mà mạnh lắm không? Dạ vừa vừa thôi, mạnh quá bể bo. Mạnh quá nó bể bo với nó ép tới cái mặt không? Dạ. Ép mặt. Nói chung là chúng ta ớt vừa tay thôi. Vừa tay thôi. Thấy đè vô giữ cái bo đừng cho nó chạy á. Khi mình quấn á. Con quấn cái tay đó, con chém cái tay thì làm sao các bạn nhìn thấy được. Rồi, quấn cái bo vô. Dạ. Một cái nếu mà một cái bo ghép như thế này. Dạ. Thợ chuyên nghiệp thì người ta thực hiện trong vòng 2 phút không? 1 phút hay 2 phút? Một bo. Dạ, khoảng 1 phút mấy à? Khoảng hơn 1 phút ha. Dạ. Bữa nào chắc làm có chương trình là vượt lên chính mình để thi bo. Ghép bo là có phần thưởng là ghép bia phải không? Chịu không? Dạ. Bữa nào thi ghép thì dừng hai nha. Phần thưởng là ghép bia thôi, tao mua bia trước cho mày uống cho rồi. Rồi xong mình quấn lại cái xong. Rồi các bạn thân mến thì anh Hiền cũng đã thực hiện xong một cái mẫu ghép bo. Nhưng mà Nông Thu muốn cho các bạn nhìn một lần nữa để biết tường tận hơn. Thì bây giờ Hiền ơi, Dưỡng Hai cũng đề nghị con làm thêm một lần nữa. Một lần á, dạ. Là một lần nữa thì mình vẫn sử dụng một cái nhánh mình vừa. Dạ, vừa. Vẫn con bo. Giờ lấy cái bo, con thấy không? Lấy cái bo ra. Con đừng có che cái tay, con thấy cái tay.
Đây các bạn, đây đưa 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 cho bạn đây cái gì các bạn, đưa đưa thả thả vô. Đây là các bạn thấy không? Đây là cái vỏ của nó kia và nó bóc ra. À, trong đó nó có một cái mầm ngủ rộng. Dạ có mầm. Rồi, chúng ta tiến hành chúng ta chọn. Chọn chọn những cái nhánh thích hợp. À, cái nhánh là tương đương ha. Dạ, dạ. Tương đương là khoảng 80 ha. Dạ 80. À 80. Đây cái nhánh tương đương cái kích cỡ cái size của cái đường kính của nó tương đương thì nó tốt vô, nó không bị bể đúng không? Dạ dạ dạ. À, cái nhánh lớn quá thì nó làm giãn cái bo ra, nó bị nứt cái bo. Nhánh nhỏ với nó túm lại nó cũng nứt, thành ra khi mà các bạn chọn cắt bo thì các bạn sẽ chọn là cái kích cỡ nó tương đương 80 với nhau, đừng có quá lớn hoặc là quá nhỏ. Khi mà ghép bo rồi thì cái kích cỡ của cái bo với kích cỡ của bo ốp vô với cái phần bóc vỏ ra thì quen rồi, thợ người ta làm quen tay rồi, đưa vô nó khá là chuẩn xác. Đây các bạn thấy không, vừa đặt cái bo vô đây nè, các bạn đặt cái bo vô đè xuống, nó nhỏ chút xíu cũng không sao hả? Dạ. À, chứ không nhất thiết phải là khớp 100%. Dạ đúng rồi. Quấn cho chặt nha. Quấn phải cho chặt lại, tỷ lệ sóng nó cao hơn với phần nước nó không vô. À, chủ yếu là kính ha. Dạ, kính dạ, với dạ. Mình vừa chặt. À, chặt tay nhưng mà không phải là chặt theo cái kiểu là vừa phải, không phải là chặt ép ha. Dạ. Rồi như vậy là anh Hiền, nhân viên thường trực của vườn mai Sáu Tâm đã thực hiện xong là hai cái bo ghép để là chia sẻ cùng các bạn thấy không? Đây xong rồi, trước đó cũng ghép mấy bo. Nhưng như vậy thì bao lâu mình mới tháo ra? Chừng nào mình thấy cả cái thân của mình ghép này nè, nó siết chỗ này nè, nó siết rồi mình cắt. Nó siết hả? Dạ vừa siết thôi là mình cắt này thôi. Chứ không phải là nó nhú cái mầm, nó có khi nào nó nhú dạ, cái mầm. Dạ không, nó không nhú đâu, mình cắt xong. Nhưng mà khoảng bao nhiêu ngày? Nó khoảng tầm một tháng, nửa tháng đến một tháng. Nửa tháng đến một tháng? Dạ. Nửa tháng đến một tháng, vậy thôi mình cho nó 3 tuần đi. Dạ, dạ, dạ. À, cái gì? 3 tuần ha, bởi vậy Hiền khi nói một nửa tháng đến một tháng thì Nông Thu sẽ chọn một cái thời điểm mà nó bình quân nhất là 3 tuần chúng ta tháo ra là nó ok các bạn ha. Rồi. Hôm nay thì đúng như lời hứa, tôi đã chia sẻ với các bạn là cái cách ghép bo. Là Nông Thu nhắc lại là cái tính ưu việt của cái cách ghép này thì nó sẽ làm cho cái gì? Cái nhánh nó tốt hơn, cái mặt hơn hả? Dạ dạ. Nhưng mà theo Dượng Hai thấy là ví dụ như mình ghim nhánh vô, vừa ghim vô nhánh khoảng chừng 2 tuần sau mình mở ra nó đã có một cái nhánh nó có sẵn rồi, nó phát triển tốt rồi. Không. Còn cái này dạ, 3 tháng sau. 3 tháng sau tháo mình ra. Dạ, cắt xong nó mới nảy mầm lên. Nó nảy mầm. Dạ. Nhưng mà cái nào sau khi phát triển thì cái nào nó nhanh hơn? Cái phương pháp ghép ghim với cái phương pháp ghép bo. Dạ. Cái phương pháp ghép ghim với phương pháp ghép bo thì cái thời gian của nó thì cái nào nó phát triển nhanh hơn? Ghép ghim nó nhanh hơn. Nhanh hơn. Dạ. À, nó nhanh hơn tại sao mình không ghép ghim? Tại vì á ghép ghim nó có ghép ghim á là có cái khác nhau. À, nên có nhược điểm gì mà mình không ghép ghim?
Thật ra thì năm tôi muốn hỏi cho vui thôi, bởi vì Hiền thì Hiền biết rồi, nhưng mà hỏi đột ngột quá, Hiền chưa có chuẩn bị tại lần đầu tiên lên sóng ha. Thì các bạn thân mến, mỗi một cái đều nó có cái ưu khuyết điểm riêng của nó, thì Năm Thu cũng đã chia sẻ với các bạn các phương pháp ghép trên kênh Thu Bonsai Sai. Nếu các bạn thường xuyên xem thì các bạn đã thấy trước đó rồi. Hôm nay thì mình muốn để nhà vườn họ ghép để mình quay phim một cái người ghép chuyên nghiệp như thế nào và một cái người ghép amateur như tôi như thế nào. Các bạn thấy không? Họ ghép rất là nhanh, rất là chuẩn xác. Mà ưu điểm của cái ghép bo như thế này, tuy rằng nó lên chậm một chút xíu hơn cái kia, nhưng mà cái bo ghép nó rất là chắc. Bởi vì khi mà cái da, cái mầm non của nó từ da nó bám vô, khi mà cây nó phát triển nó liền cốt, nó liền xương vô trong cái phần lõi của cái nhánh cây. Còn cái cây kia, cái phương pháp mà ghép ghim nó phát triển rất là nhanh. Như các bạn thấy khi mà ghim vô đây rồi á, thì nó cây có những cái ghép nhánh nó phát triển rất là nhanh, nhưng mà nó bám vô không được chặt, do đó tốc độ phát triển nhanh, với đồng thời nó có một cái xương sẵn rồi, nó không có liền chậm, khi mà gió thổi nó cũng dễ bị rớt lắm. Nói chung là cái gì nó cũng có ưu khuyết điểm của nó. Cái này tuy mà chậm, chắc, bền, nhưng mà thao tác thì hơi khó chút xíu. Nhưng mà nếu mà các bạn lòng quen tay thì tôi nghĩ rằng nó cũng không có chậm lắm đâu. Bởi vì như Hiền đã chia sẻ là mỗi một lần ghép, mỗi một phút, mỗi một mo ghép thì chỉ hơn một phút thôi là đã xong một bo ghép rồi. Như vậy đó, nói chung là tôi cũng muốn làm một cái clip để chia sẻ với các bạn, để các bạn có sự lựa chọn của các bạn, và đồng thời các bạn xem thử coi cách nào phù hợp với mình thì chúng ta cùng nhau trải nghiệm ha. Rồi, đến đây cũng phải nói là chia tay với các bạn thôi. Rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian với báo để xem thấy clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp. Hiền ơi, chào khách đi nào. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp.